Hello, chào tất cả anh em, chào mừng mọi người đến với của mình. Trong video này thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ với anh em những cái sản phẩm mà các anh em có thể dễ dàng mua được ở các khu trung tâm thương mại, các cái shop nước hoa. Đó, đại loại là những cái sản phẩm mà mọi người có thể dễ dàng mua được ở Việt Nam. Thì mình hy vọng là cái video này có thể là có một phần nào đó để giúp cho các anh em tránh bị mua một cái sản phẩm mà không theo như ý của mình. Đó, đại loại là kiểu như thế. Ok, let's go. Sản phẩm đầu tiên mình sẽ nói đây đó là Lady Say Pure Home của nhà Issey Miyake. Thực tế mà nói thì vài hôm vừa rồi có những anh em hỏi mình là chai nước hoa này mùi hương như thế nào. Thì đối với cá nhân quan điểm của mình thì mùi hương này nó rất là ok, rất thích hợp trong mùa hè. Thế nhưng chai nước hoa này có một cái vấn đề, đó là nó được ra mắt vào năm 1994. Thì nước hoa hay là phim ảnh hay là âm nhạc, mọi cái nó đều có một cái xu hướng trong từng thời kỳ. Và đối với bây giờ là năm 2020 thì một cái mùi hương được ra mắt từ năm 1994 không có nghĩa là nó là một mùi hương vẫn là tốt. Bởi vì bây giờ xu thế mùi hương nước hoa mùa hè nó khác hẳn với cái thời kỳ năm thập niên 90. Do đó, điều mình muốn khuyến cáo các anh em đó là hãy nên thử mùi chai nước hoa này trước khi mua. Bởi vì như mình đã nói, chai nước hoa nó được ra mắt từ rất là lâu rồi. Thì cái xu hướng làm mùi vào thời điểm đó cho đến bây giờ nó có một cái khoảng cách rất là lớn. Đó, nên thẩm mùi chai nước hoa này trước khi mua. Chai nước hoa tiếp theo mình muốn nói đến đây đó là Unjadin Sulani và Alder Marble Blue. Sorry, tiếng Pháp thì mình nói không được chuẩn cho lắm. Bình thường cả tiếng Anh thì mình đã không ok lắm rồi. Hai chai nước hoa này, mùi về mùi hương thì mình không nói đến đây, nó quá là ok rồi. Thế nhưng có một cái điểm các anh em và các chị em cần phải lưu ý. Bởi vì đây là hai mùi hương unisex. Hai chai nước hoa này nó có thiên hướng skin scent, có nghĩa là sẽ bám thoang thoảng trên da mà thôi. Thì điểm các mọi người cần phải lưu ý đó là tính chất da của mình. Mọi người cần phải biết tính chất da của mình trước khi mua hai sản phẩm này. Bởi vì nếu như mà không, cái độ bám mùi của nó sẽ rất là nhanh bay mùi. Đó, bởi vì là da của mình không hợp thì mọi người sẽ nghĩ oan cho các thương gia là bán fake hoặc là như thế nào đó. Bởi vì hai chai nước hoa này cũng rất là nhiều những cái kiện cáo linh tinh. Bởi vì là do bản chất mùi hương của nó là dạng skin scent, thì có thể là do mọi người quá là kỳ vọng nó là phải bám tỏa mạnh, thì mọi người mua về đâm ra lại thắc mắc. Thì nói chung hai mùi hương chai nước hoa này, Unjadin Sulani và Alder Marble, mọi người cần phải lưu ý đó là mùi hương của nó là skin scent. Hãy đảm bảo là mình biết tính chất da của mình trước khi mua. Tiếp theo nữa đó là hai chai nước hoa của nhà Dior và Guerlain. Chai nước hoa đầu tiên đó là Linston de Guerlain và Eau Sauvage Eau de Parfum. Hai chai nước hoa này thì bây giờ nó đã ra phiên mắt phiên bản mới, nhưng mà với mình test thì mùi hương nó vẫn giống như thế, cho nên bây giờ mình sẽ vẫn lấy chai cũ này. Hai chai nước hoa này là một dạng kiểu classic hoặc là old school. Old school nếu mà nói sang tiếng Việt nó đặng dạng như kiểu là những người mà thuộc thế hệ cũ. Đó là những người mà có nó không phải là theo cái xu hướng thời đại hiện tại mà họ vẫn sống về những thế hệ cũ. Thì mùi hương của hai chai nước hoa này là một dạng kiểu như thế. Do đó nếu như các anh em nào mà tuổi teen hoặc là dạng như kiểu phong cách nam tính hoặc là phong cách sport, nếu như quyết định mua hai chai nước hoa này thì các anh em phải nên cân nhắc thật kỹ. Bởi vì đây là hai mùi hương nó thuộc vào dạng những người thuộc thế hệ cũ. Nó không phải là thanh niên tuổi mới lớn hoặc là những bạn có một cái phong cách năng động. Thì Linston de Guerlain và Dior Eau Sauvage Eau de Parfum hoàn toàn không phải là mùi hương dành cho các anh em. Tiếp theo nữa đó là Prada Amber Pure Homme. Chai nước hoa này với cái tên của nó là Amber thì có thể là mọi người sẽ nhầm lẫn đó là một mùi hương rất là nam tính. Thế nhưng nó một cách đơn giản, mùi hương này là một dạng soapy rất là mềm mại, uyển chuyển. Đôi khi mình cảm giác đây là một cái mùi hương unisex hơn là mùi hương dành cho nam. Một mùi hương rất là clean, rất là sạch sẽ và mùi xà phòng rất là dễ chịu, thư thái khi mà ngửi. Do đó mọi người nếu như bị mua một chai nước hoa mà không phải là mùi hương sạch sẽ kiểu dạng shopee xà phòng, và nếu ai đó gợi ý chai nước hoa này thì hãy nên cân nhắc. Bởi vì đây là chai nước hoa mặc dù tên của nó là Amber Pure Homme, nghe có vẻ nam tính nhưng thực tế thì không phải. Mùi hương khá là nữ tính và có thiên hướng unisex. Tiếp theo nữa đó là Why by Yves Saint Laurent. Cái điểm mà mọi người cần lưu ý, đây là mùi hương dành cho tuổi teen. Đó, nó không phải là dành cho chúng tầm từ 25 đổ lên, không phải, mà chỉ tầm khoảng từ 20 đến 23, 24. Đó là cái tuổi mà sinh viên kiểu như thế, năng động tuổi trẻ thì dùng mùi hương này hợp. Còn lại là không phải để dành cho tầm từ 25 đổ lên, hoặc là kể cả những cái anh em nào tầm từ 20 thế nhưng mà
về cái suy nghĩ, về cái cách nói chuyện nó có thiên hướng trầm điềm đạm thì không phải là mùi hương dành cho các anh em. Do đó mọi người cần lưu ý là nếu như mà ai đó giới thiệu cho mọi người mà mua chai nước hoa này mà tính cách không phù hợp dành cho các cái tuổi mới lớn thì cũng không nên mua chai nước hoa này. Tiếp nữa đó là Pacoraban Invictus. Đây là cái mùi hương trong mùa hè, thế nhưng với cái điều kiện nắng nóng ở Việt Nam thì nó chỉ thích hợp dùng để đi dã ngoại party ở ngoài giờ, chứ không phải để dùng cho những cái dịp mà ví dụ như là trong môi trường hẹp, ví dụ như làm, đi uống cà phê. Đừng bao giờ sử dụng mùi hương này dành cho mùa hè, bởi vì nó quá là mạnh. Nó chỉ thích hợp để đi biển, đi chơi, đi dạo gì đó thì Pacoraban Invictus nó là hợp với những cái dịp như thế, còn lại thì không nên dùng. Do đó nếu như ai mà định mua một mùi hương dùng để đi làm mà được gợi ý mùi hương chai nước hoa này thì nên cân nhắc thử mùi trước khi mua. Tiếp theo nữa đó là John Ford nói quá là già so với quy định. Bản thân mình khi mà đến bây giờ mình không có hứng thú gì với cái mùi hương chai nước hoa này, do đó hãy cân nhắc kỹ trước khi mua chai nước hoa này, John Ford nói. Nữa là bộ đôi sản phẩm của nhà Narciso Rodriguez For Him, Narciso Rodriguez For Him với xạ và hoa violet, theo mình nhớ là thế, nhưng mà nó dạng một dạng phấn giống như hoa iris và xạ. Thì cái mùi hương này nó đặc biệt thích hợp dùng trong những ngày mưa phùn, gió bấc ở ngoài Bắc mình. Đó, trong cái tiết trời hơi ẩm ướt, có mưa phùn một chút, chúng ta xịt mùi hương này rất là ok, cực kỳ hợp với cái phong cảnh đó. Còn lại thì gần như nó không phát huy được nhiều hiệu quả trong những cái điều kiện thời tiết khác. Do đó, mọi người nếu mà không dư giả về mặt tài chính thì cũng nên cân nhắc trước khi mua sản phẩm này. Nữa là chai Narciso Rodriguez For Him Blue Noir. Đây là mùi hương phiên bản tiếp theo của Narciso Rodriguez For Him. Thế nhưng mà nó là một thuộc một dạng spicy woody. Nó có nghĩa là hương gỗ cay nồng, gia vị đó. Mùi hương này nó có thiên hướng giống với Cartier Declaration hoặc là Terre Hermes. Tất nhiên là nó không giống 100%, thế nhưng mà nó có cái thiên hướng giống, có nghĩa là một chút gỗ cộng thêm những cái gia vị tiêu, cam, cay nồng một chút. Đấy, thì đấy là cái bản chất của mùi hương chai nước hoa này. Ở đây thì mình nói qua để cho mọi người có thể là hình dung ra được hai phiên bản này có gì khác nhau để cho mọi người dễ lựa chọn. Đó. Tiếp theo nữa đó là Valentino Uomo và Valentino Uomo Intense. Điểm cần lưu ý đó là hãng đã discontinue, đó có nghĩa là đã ngưng sản xuất hai sản phẩm này. Có lẽ hiện tại bây giờ chúng ta vẫn có thể mua, thế nhưng đó chỉ là hàng tồn chứ hãng không còn sản xuất nữa. Do đó nếu như mọi người quyết định tìm một chai nước hoa có mùi hương tương đồng với hai sản phẩm này thì tốt nhất là nên mua luôn hai sản phẩm này đi, bởi vì có nghĩa là mình nghĩ là trong thời gian tới đây nó sẽ rất là ít hàng. Đó, Valentino Uomo và Valentino Uomo Intense. Và cuối cùng đó là sản phẩm của nhà Creed. Thực tế mà nói thì chúng ta vẫn có thể mua được nó ở những khu trung tâm thương mại như là Lotteria vẫn có bán, từ đó thì mình sẽ nói qua nhanh thôi. Creed Aventus thì mình sẽ không nói đến bởi vì nó quá là rắc rối, quá là nhiều batch, cho nên là mình sẽ không nói nhiều về những chai nước hoa như thế. Ở đây thì đầu tiên sẽ là Creed Nidori Sauvage. Chai nước hoa này là sự kết hợp rất là tuyệt vời giữa Nidori và Long Diên Hương, thế nhưng một cái điểm trừ rất là lớn của nó là khả năng bám mùi cực tệ. Do đó nếu như ai thực sự yêu mùi hương của Nidori đó thì hãng mua, còn không thì thôi. Nữa đó là Creed Simple Mountain Water. Chai nước hoa này có hai điểm mọi người cần hết sức lưu ý, đó là cái mùi hương của nó thì nó có hơi thiên hướng về nữ tính và khả năng bám mùi của nó không phải là quá xuất sắc. Cái thứ hai nữa thì trong thành phần chai nước hoa này nó có sử dụng cha quả lý chua đen, đó là black currant. Thì khi mà xịt mùi hương này sau khoảng 20 phút ấy, nó sẽ có một cái mùi nó hơi khó chịu, hơi gọi là hơi khai khai, bởi vì black currant, lý chua đen về mặt mùi của nó thì nó giống như mùi hơi khai khai, thì có thể là với một số anh em sẽ hơi bị nhạy cảm với cái mùi hương đó. Còn lại thì sau đó thì nó mùi hương nó rất là ok, nhưng mà nó hơi thiên về nữ tính, để cho nên mọi người cũng nên lưu ý. Và cuối cùng nữa đó là Creed Viking. Đây là cái mùi hương tiêu hồng vetiver rất là ok, thế nhưng mà nó, mình nghĩ là nó hơi classic và nó phù hợp với những bạn nào mà đã trưởng thành đó. Còn lại thanh niên thì mình nghĩ là không nên mua. Đấy là cái cá nhân quan điểm của mình, mọi người cũng chỉ để tham khảo thôi. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ với anh em những cái điểm cần lưu ý, một số những cái sản phẩm mà mọi người có thể mua được ở khu trung tâm thương mại, shop nước hoa.
Hy vọng mọi người cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video anh chị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.